đi mà mua đồ ăn vậy các bạn. Có này mùa hè các bạn mà bông cây xô á, người ta bán gì các bạn, mùa hè mình mua dành uống nó tốt sức khỏe lắm. Cũng như là bốn bông này đem người ta bán cho mình 6 đồng, cả nhà thấy ngon quá ha. Mình mua 5 bịch. Ngon lắm đó cả nhà, uống cái này mát gan lắm đó, nên mình đi mình gặp người ta mới đem về đó là mình ham, mình mua về nấu nước uống tốt. Gum á các bạn, gum loại này là ngon lắm nè. Hồi nãy mình mua 4 hộp. Gum này thì gum trái cây để cho nít nó ăn á. Cả nhà nước này nè các bạn. Nước này hương vị trái cây các bạn, mà có tí rượu vô á. Này mình thí dụ mình ăn đồ không có tiêu á, mình uống vô một miếng á, làm cho mình nhẹ cơ thể nó khỏe trở lại á. Mình mua nguyên cái thùng này có 20 đô, nó rẻ. Này nước dừa nè các bạn. Nước dừa này nó ngon lắm. Trong cái hộp gì nè, hầu nữa mình đút vô cái tủ lạnh, tại vì mùa hè đó các bạn, mình uống nước nhiều nó tốt cho sức khỏe. Cái lon đó gì nè các bạn, người ta làm kiểu đẹp ha, có cây dừa nè. Nước lọc hồi nãy mình mua lốc này, nãy trên xe khát nước quá khui ăn chai uống. Bánh bông lan nó ngon, sáng uống ly cà phê ăn cái bánh là no. Ăn mấy trái cây này nè các bạn, đẹp da. Sữa tắm cả nhà, mình thích sữa tắm này nè. Sữa tắm đô á, mình tắm cái da mình mịn lắm. Mình ăn sáng. Chua chua mà ngọt ngọt, ăn tốt cho cơ thể mình, giải cảm không? Mình ăn không tiêu rồi đó, mình ăn 2 cái quýt vô cũng ngon, nó cũng làm cho cổ mình nó khỏe lại. Cả nhà thấy trái dưa bây giờ rẻ lắm cả nhà, có 4 đồng một trái này thôi đó, bây giờ đang vô cái đợt rẻ, người ta giảm giá đó, mua có 4 đồng thôi, nó rẻ vậy. Một trái dưa này ôm không nổi luôn, nó nặng, nãy mình bưng cũng không nổi luôn. Ngon lắm cả nhà, này chẻ ra mình làm nước mình uống ngon lắm. Khi mua dưa các bạn dỗ nghe vậy nè, thì trái dưa nó không có mềm mà nó giòn.
nhà cái quạt gió nè, mình mới mua có 30 đơn thôi. Tại nhà cái quạt gió nó bị gãy rồi đó, nên mình mua cái quạt gió nè. Quạt gió này cũng như người ta để cho cái giường mà nó cao cao đó các bạn, quơ cho nó mát cái phòng mình đó. Nó quơ vòng vòng á, người ta có để cái mẫu cho mình xem nè. Cái quạt gió này bị gãy rồi, nó bị bể cái miếng mũ rồi, nên trời nóng quá nên mình đi mua cái quạt gió khác. Ngày chiều mình đi cũng 6 giờ chiều. Đó, mình mua về được nhiêu đồn. Một ngày mình ăn cỡ chừng 3-4 chai quýt gì đó. Còn bông atiso thì mình nấu, mình nấu liền mình uống hết luôn nha, hết số lớn luôn. Hồi nãy mình định là đi mua có cái quạt gió thôi đó cả nhà, mà vô gặp đồ ăn ngon quá phải mua, định là đi vô đó mua chỉ quạt gió về thôi. Cái quạt gió đó các bạn thì người ta có để cái mẫu cho mình uống vô từ từ á các bạn, cho mình coi cái mẫu mình gắn từ từ vô, gắn số 1, số 2, số 3 vậy đó, nó dạy mình đó. Nhà thấy kìm kéo mà để gắn một gió đó. Cả nhà mình nấu bông atiso được nhiêu nè. Cái này là cái bông mà hôm nay mấy ngày rồi, còn cái kia thì mình mới mua đem về. Này các bạn, mình đang nấu nó lên bọt, hồng hết bọt, bọt. Cái bông này mình mua ở chợ Việt Nam á, thì cái bông nó nhỏ thôi, người ta không có bán bông bự. Còn nãy mình mua cái chỗ Mỹ, tiệm Mỹ thì người ta bán bông bự ngon hơn. Chợ Việt Nam thường như bán cái hàng nhì thôi, chứ hàng nhất nó không có bán. Thì mắc quá đôi lúc người ta ngán tiền. Cả nhà thấy bông còn tươi không? Cái này bị héo rồi, tại vì ngoài này nó nắng quá nó héo. Thường thường bông á các bạn, người ta cắt dài gì nè thì nó chết rồi. Còn cái này thì nó héo, nó chết rồi, nó héo chứ đâu phải chết rồi. Cái này nó chết luôn rồi, nó dùng cái từ cái chết. Này nó chết luôn rồi, chết. Quay quá, quay cho các bạn coi. Tẩu rồi nè, giờ này tẩu rồi nè. Cái này là cái bóng đèn năng lượng mặt trời đó các bạn. Khi mà trời nắng sạc vô tối sáng lên gì nè. Hồi mình quay với các bạn, mình có mấy con cá nữa nè. Cá này cô ông chồng của mình đã cho mình cá rô á các bạn. Cái rô này nhỏ nhỏ để mình nữa, mình làm mình chiên ăn với nước mắm cũng nó ngon lắm. Đây chút nữa mình xả vô nước mình ngâm, mua cá, cá là cá câu.
chịu chứ cái cây vừa to vừa tốn bạn bè ai ăn được thì to hết chứ cổ không ăn cổ ăn thì nó to ăn chứ không tại vì niềm vui của cổ là chỉ đi câu cá thôi. Con nhỏ này nè các bạn, mình chiên á mình ăn cái xương được chứ. Mình xả cá cái con cá nó tươi. Tại nãy để thân đá đó. Hồi nãy cá kia cổ đi câu về còn sống đó, cổ cho người ta rồi. Cái cổ tưởng mình không ăn, cái mình nói mình ăn cái con mới cho. Cổ câu nhiều loại cá lắm. Cá bóng, rồi cá rô phi, rồi cá gì dài dài đó mình không biết cái tên nó là sao, cũng nói là mình quên rồi. Hôm nay về chồng đi câu với bạn bè. Cá này nhà thấy ngon. Cá này chiên ăn ngon lắm nè. Chút nữa mình là bây giờ mình chúc các bạn vui vẻ mỗi ngày nha. Mình đi làm cá rồi, có gì mình chiên cá mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình làm cá mình ăn. Bye cả nhà.